Quang Đậu xin giới thiệu một số hình ảnh mà anh Phan Chính đã ghi lại sau khi viếng đến thờ ông Trần, tức là nhà lớn ở xã đảo Long Sơn, cách thành phố Vũng Tàu 20 km. Từ quốc lộ 51 Bà Rịa qua chiếc cầu dài mét đến đảo, đây là di tích của Long Sơn quốc gia. Đền thờ này hình thành từ đầu thế kỷ 20-1909 do một nhân vật với nhiều huyền thoại đến khai phá vùng đất Hoang Sơ và địa phận đất liền. Quần thể đền với trên 50 bàn thờ cho trăm họ, không gì không tưởng. Dù phân định lầu trời, lầu tiên, lầu Phật với vẻ trầm uất liệt mục. Ba gian nhà dài bằng gỗ, mái ngói âm dương, phần nhiều đã qua trùng kiến theo kiến trúc đình làng cổ. Hàng chục bộ ván 2-4 dài cỡ 15 m và những kệ thờ bộ tràng trĩ chạm trổ tinh xảo hiếm thấy ở bất cứ nơi nào. Một góc đảo là mênh mông đầm nước làm im đã hình thành một làng bè sống nghề nuôi cá bè và độc đáo, ẩm thực hải sản phong phú tuyệt vời. Và mong các bạn chỉ có một lần đến đây.